nữ sinh lớp 8 bị hai thanh niên giở trò đồi bại trong lớp học. Tin lời bạn trai quen qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị hai thanh niên khống chế đưa vào phòng học hiếp dâm. Chiều ngày 15 tháng 1, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng có hành vi hiếp dâm một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn. Trước đó, vào khuya ngày 10 tháng 1, Công an huyện nhận được đơn trình báo của bà T, trú tại xã Tropernan, về việc con gái bà là cháu Nở, sinh năm 2004, hiện đang là học sinh lớp 8, bị xâm hại tình dục. Theo đơn trình báo, cháu Nở cho biết đã bị hai nam thanh niên chở đến một nơi vắng vẻ rồi ép buộc, đe dọa để cưỡng hiếp. Ngay sau đó, lãnh đạo công an huyện cử các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Phú Thiện đã xác định và bắt khẩn cấp hai đối tượng Trịnh Xuân Lập sinh năm 2001 và Hoàng Văn Bình sinh năm 1998 cùng trú tại làng Kram, xã Iaeng, huyện Phú Thiện. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi đồi bại của mình. Theo đó, giữa Lập và cháu N đã có quen biết từ trước qua mạng xã hội. Khoảng 21 giờ tối ngày 9 tháng 1, sau khi uống rượu bia, Lập và Bình nảy ý định hiếp dâm cháu N nên đã qua nhà N để rủ đi chơi. Ban đầu cháu N từ chối, nhưng Lập nói rằng chỉ đi gần quanh nhà nên đồng ý. Lúc này, Bình điều khiển xe máy để cháu N ngồi giữa, Lập ngồi sau rồi phóng một mạch đến một điểm trường tại xã Iaeng, huyện Phú Thiện. Ở ngoài sân của điểm trường này cũng có một số thanh niên đang ngồi chơi. Khi đến đây, cháu N nằng nặc đòi về thì bị Lập và Bình đe dọa. Hai đối tượng Lập, Bình đã khống chế bé N đưa vào trong phòng học thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai đối tượng chở bé N về nhà. Khi về nhà, thấy con có biểu hiện lạ, tỏ ra khá sợ hãi nên bà T đã gặng hỏi thì biết được sự việc động trời nên đã báo công an. Chín chân dài cùng 11 nam giới xóa trong nhà nghỉ. Sau khi kiểm tra đột xuất một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Bắc Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 nam, 9 nữ đang làm điều mờ ám. Ngày 15 tháng 1, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 20 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 1, Công an thành phố Bắc Giang kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Titan, có địa chỉ tại đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phát hiện nhiều nam, nữ thanh niên đang thuê phòng nghi có hành vi sử dụng ma túy. Quá trình kiểm tra, tại 3 phòng nghỉ có 11 nam, 9 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 19 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ. Phá tường cứu 4 người kẹt trong đám cháy lớn lúc rạng sáng. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy ra thấy cơ sở trang trí nội thất Thanh Nam, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An đang cháy lớn. Sáng ngày 15 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, Long An, ông Nguyễn Văn Thình cho biết, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản lớn có giá trị của cơ sở trang trí nội thất và đồ gỗ gia dụng tại thị trấn Tầm Vu. Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, cơ sở kinh doanh trang trí nội thất và bàn ghế gỗ Thanh Nam rộng khoảng 500m² bất ngờ phát hỏa, bùng cháy dữ dội. Do gặp gió mạnh, ngọn lửa lan rộng ra toàn bộ cơ sở và có nguy cơ cháy ra những hộ liền kề. Nghe tiếng chi hô, hàng xóm cùng lực lượng dân phòng nhanh chóng chạy đến, dùng mọi phương tiện để cùng chữa cháy. Tuy nhiên, việc cứu hỏa gặp khó khăn do độ nóng quá cao. Nghe tiếng kêu cứu bên trong của vợ chồng chủ cơ sở, nhóm thanh niên dùng búa, xà beng, cố đập phá từ nhà xông vào. Cuối cùng, 4 người thoát được ra ngoài an toàn. Gần 30 phút sau, 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh đến tham gia cứu chữa. Hơn 4 giờ sáng, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy thiêu rụi những đồ gỗ trưng bày và 2 xe tải, 1 xe 3 gác máy, 3 xe máy cùng một số vật dụng khác. Người đàn bà bán vé số dụ quan hệ rồi hạ độc hai nhân tình. Trên đường đi bán vé số dạo, Thúy gặp ông T đang đứng gần bệnh viện, trên người đeo nhiều trang sức nên lân la đến làm quen rồi gạ đến quán cà phê Tròi để vui vẻ. Ngày 14 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thúy, 42 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Theo bản án sơ thẩm, Thúy hành nghề bán vé số dạo kiếm sống. Vì nợ nần không có tiền chi trả, nên Thúy lên kế hoạch gạ gẫm đàn ông quan hệ tình dục, rồi hạ độc để cướp tài sản. Trong quá trình đi bán vé số, Thúy quen ông H, 54 tuổi, cùng hành nghề bán vé số dạo và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.
Đêm 14 tháng 1 năm 2017, Thúy rủ dê ông Hát ra khu đất trống ở khu phố 1, thị trấn Thái Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tâm sự. Tại đây, lợi dụng lúc ông Hát không để ý, Thúy đã bỏ thuốc độc cyanua vào ly cà phê của ông Hát. Ông Hát uống ly cà phê vào một lúc thì bất tỉnh, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thúy lấy toàn bộ số vòng vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng ông Hát đeo trên người mang đi bán, lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết. Hơn 3 tháng sau, sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017, trên đường đi bán vé số dạo, Thúy gặp ông T, 51 tuổi, đang đứng gần khu vực gần bệnh viện đa khoa, khu vực Gò Công, trên người đeo nhiều trang sức nên lân la đến làm quen. Thúy gạ gẫm ông T đến một quán cà phê tròi ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công, Tiền Giang để vui vẻ. Sau cuộc vui, Thúy lén bỏ thuốc độc cyanua vào ly cà phê của ông, khiến nạn nhân uống vào và chết ngay tại quán. Khi thấy nạn nhân đã chết, Thúy lục lấy tiền vàng trị giá khoảng 35 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Qua điều tra truy xét, 2 ngày sau khi gây ra vụ án thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2017, Thúy bị công an bắt giữ. Với hành vi phạm tội như đã nêu trên, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Thúy mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại các phiên tòa phúc thẩm, Thúy chỉ thừa nhận chỉ giết nạn nhân T, riêng nạn nhân H bị cáo không giết. Ngoài ra, bị cáo Thúy còn cho rằng thuốc độc cyanua là do người khác đưa cho chứ không phải do bị cáo mua. Trước lời khai bất nhất của bị cáo, hội đồng xét xử đã từng hoãn phiên tòa để làm rõ thêm các lời khai phát sinh. Tuy nhiên, sau khi xác minh lời khai của những người liên quan, lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, hội đồng xét xử nhận định đủ căn cứ để xác định bị cáo đã thực hiện hai vụ án trên. Cưa thùng phi đựng xăng, chủ nhà và hàng xóm trọng thương. Vào 11 giờ 20 ngày 14 tháng 1, tại số nhà 686 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ nổ phi đựng xăng, làm hai người bị thương nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 12 giờ 10 ngày 14 tháng 1, đơn vị này tiếp nhận hai nạn nhân trong một vụ nổ phi đựng xăng. Cả hai đều trong tình trạng chấn thương nặng. Cụ thể, nạn nhân Nguyễn Thị Duyên, 57 tuổi, trú tại phường Yên Định, thành phố Yên Bái, ngay khi nhập viện đã được hội chẩn và triển khai quy trình báo động đỏ. Bệnh nhân đã sốc và phải tiến hành cấp cứu, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, đặt ống nội khí quản, hội chẩn toàn diện và đẩy thẳng vào phòng mổ. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành 3 kíp mổ khác nhau để cắt đùi và chân trái, xử lý tay bên trái và vết thương mạn sườn phải. Hiện nay, bệnh nhân này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Nạn nhân còn lại là Nguyễn Tiến Thanh, 65 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện bệnh nhân này đang được theo dõi và điều trị tại khoa cấp cứu. Trước đó, khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, tại số nhà 686 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ nổ phi đựng xăng, làm hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Duyên, trú tại tổ 29, phường Yên Thịnh, mang phi chứa xăng thơm đã sử dụng hết nhờ ông Nguyễn Tiến Thanh, hàng xóm, cắt hộ để về sử dụng. Khi ông Thanh đang dùng chiếc máy cưa cầm tay cắt, phi bất ngờ nổ lớn, khiến hai người bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, nắp phi xăng sau khi nổ đã văng xa, mắc trên cành cây bên đường đối diện. Sau vụ nổ, cơ quan chức năng đã có mặt và xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Nam thanh niên dùng súng, mìn xông vào cửa hàng cướp hơn 40 triệu đồng. Chỉ trong vòng 27 giây, đối tượng bịt mặt đã xông vào một cửa hàng ở thành phố Đà Nẵng, rồi dùng súng, mìn uy hiếp nhân viên để cướp hơn 40 triệu đồng và lên xe bỏ trốn. Tối ngày 13 tháng 1, lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan đang tiến hành điều tra vụ cướp tài sản có sử dụng hung khí tại một cửa hàng nằm tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 22, trưa cùng ngày, sau khi dừng xe máy Suzuki màu xanh không biển kiểm soát, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi đã dùng súng, mìn xông vào cửa hàng Viettel nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc để cướp tài sản. Cụ thể, sau khi chạy vào bên trong cửa hàng, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Trúc Hát, sinh năm 1992, ngụ thành phố Đà Nẵng, là nhân viên đang đếm xong số tiền mặt, chuẩn bị mang tới một ngân hàng gần đó để gửi. Thấy chị Hát đang ngồi, đối tượng đã ném một quả mìn xuống nền nhà, khiến chị Hát hoảng sợ. Lúc này, đối tượng lấy một khẩu súng uy hiếp và yêu cầu chị Hát đưa toàn bộ số tiền có trong cửa hàng càng nhanh càng tốt. Quá hoảng sợ, chị Hát đã đưa toàn bộ số tiền mặt có tại cửa hàng với khoảng hơn 40 triệu đồng cho đối tượng.
Lấy được tiền xong, đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy và bỏ trốn về hướng trung tâm quận Liên Chiểu. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm xảy ra cướp, một nam bảo vệ của cửa hàng đang bận đi vệ sinh. Đến khi đối tượng lấy được tiền bỏ trốn, nam bảo vệ này đã chạy ra và ném quả mìn ra đường nhưng không phát nổ. Khoảng 12 giờ 45 trưa cùng ngày, lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc, đồng thời trích xuất camera của cửa hàng để điều tra vụ cướp. Qua trích xuất camera của cửa hàng cho thấy, tổng thời gian mà đối tượng cướp được hơn 40 triệu đồng là 27 giây. Anh V, một người dân ngụ tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc cho biết cửa hàng này hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa từng xảy ra vụ việc táo tợn như vào trưa nay. Do hành động của đối tượng này quá nhanh và chuyên nghiệp nên người dân tỏ ra rất bất ngờ và hoảng sợ, anh V nói.